Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về tất cả những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ này, máy game ghi hình siêu nhỏ này, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số hotline ở trên các bạn nhé. Và hôm nay mình làm cái video này là muốn tổng hợp cho tất cả các bạn về 4 sản phẩm máy định vị nghe nén ghi âm từ xa để giúp các bạn hoàn toàn có thể là có một cái nhìn khách quan nhất về tất cả những cái dòng sản phẩm máy ghi âm đang bán trên thị trường, để các bạn sẽ đối chiếu làm sao với những cái tiêu chí, những cái yêu cầu, những cái mục đích của các bạn để các bạn lựa chọn mua sản phẩm số 1 hay là sản phẩm số 2, số 3 hoặc là số 4 để cho là phù hợp nhất các bạn nhé. Nói thật với các bạn là nếu mà để các bạn tự đi tìm hiểu, tự mua thì rất là khó, bởi vì các bạn chưa biết một cái gì cả. Nhiều người đã tìm hiểu trước rồi thì không sao, nhưng mà những nhiều anh, nhiều chị, nhiều bác là vừa mới tìm hiểu thôi, tự nhiên phập một phát vào chả biết là lựa chọn mẫu nào. Có khi đôi khi là chốt mẫu này rồi, số 1 rồi, nhưng mà lại thấy mẫu số 2 hay hơn thì lại thay sang mẫu số 2, hoặc là thấy mẫu số 3 lại ok hơn thì mình lại chuyển sang mẫu số 3. Như thế thì rất là khó mua được sản phẩm. Nên mình mong muốn làm sao là làm những cái video tổng hợp như thế này để tổng hợp tất cả những cái chức năng, những cái ưu điểm của từng loại một, để mọi người sẽ có một cái nhìn khách quan nhất về tất cả những sản phẩm này, để mình sẽ là nhìn nhận, đối chiếu, là lựa chọn những cái như là mục đích của mình là lên lựa chọn mẫu này hay là mẫu kia sao cho nó hài hòa và ok nhất các bạn nhé. Ví dụ những bạn nào mà không muốn ghi âm từ xa, không muốn nghe lén từ xa thì mình lựa chọn mẫu 1, mẫu 2 hoặc mẫu 3, chứ tự nhiên mình lại đi lựa chọn mẫu số 2 mà có chức năng nghe lén từ xa thì thứ nhất là nó thừa chức năng, thứ hai là nó tiền nó sẽ cao hơn các bạn nhé. Nói chung là tránh lãng phí đi, mình cứ làm sao mà sử dụng triệt để tất cả các chức năng thì sẽ là ok nhất các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ đi từ trái qua phải trước, từ mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3 và mẫu số 4 để mọi người sẽ là tổng hợp dần các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ phân chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là máy ghi âm, có nghĩa là ghi âm xong về nghe lại không nghe, điều khiển được trên điện thoại, là một nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai là cái nhóm máy vừa định vị, vừa nghe nén, vừa ghi âm, điều khiển được từ xa, là nhóm thứ hai các bạn nhé. Nhóm số 1 bao gồm những sản phẩm mẫu số 1, mẫu số 3 và mẫu số 4. Ba mẫu này là có chức năng là ghi âm xong về nghe lại, không điều khiển trực tiếp được trên điện thoại. Các bạn mình nhấn mạnh nhé. Mẫu số 1, mẫu số 3 và mẫu số 4 là chỉ có chức năng ghi âm xong về nghe lại thôi. Đấy, có nghĩa là mình muốn ghi âm ở vị trí A là mình phải mang cái định vị này, máy ghi âm này đến vị trí số A, ghi âm xong mình lại đến vị trí A để cầm cái máy ghi âm về để mình nghe lại, thì các bạn lên lựa chọn mẫu số 1, mẫu số 3 và mẫu số 4. Còn những bạn nào mà muốn điều khiển từ xa, có nghĩa là có tiếng động, người ta tức là ở vị trí A đấy có tiếng động thì nó mới bắt đầu ghi âm này. Thứ hai là có tiếng động nó sẽ gọi điện về cái điện thoại này của các bạn để các bạn sẽ biết là à, thời điểm này đang có tiếng động các bạn nhá. Đấy là sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Còn mẫu số 1, mẫu số 3, mẫu số 4 là cứ bật máy ghi âm lên là ghi âm, không cần biết là có tiếng hay không có tiếng, có người nói chuyện hay không nói chuyện là đều ghi âm hết. Đấy, còn riêng mẫu số 2 là sẽ có chức năng là có tiếng động nó mới bắt đầu ghi âm. Thứ nhất là tiết kiệm pin, thứ hai là tiết kiệm thẻ nhớ, cái chức năng thứ hai là có tiếng động nó gọi lại cho các bạn. Đấy, còn chức năng thứ ba nữa là cứ 10 phút ghi âm một lần, 10 phút cắt ra một file lưu lại một lần, 10 phút cắt ra một file lưu lại một lần, là mẫu số 2 hoàn toàn đáp ứng được. Còn tất nhiên là các bạn muốn nghe trên điện thoại này cũng được, hoặc là các bạn lấy thẻ nhớ ra về nghe lại cũng được, là hoàn toàn là tương đương như mẫu số 1, mẫu số 3 và mẫu số 4. Đấy, như vậy để cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Đầu tiên là mẫu số 1, mã của nó là sản phẩm DDPR31, sản phẩm của hàng Soli các bạn nhé. Tất cả bộ nhớ ở đây là bộ nhớ 8GB hết. Là cái máy mẫu số 1 là pin của nó đạt được 18 tiếng này. Mẫu số 1 là pin 18 tiếng này. Mẫu số 2 là pin được 8 đến 10 ngày này. Mẫu số 3 là pin được 8 ngày này. Mẫu số 4 là pin được 20 tiếng này. Đấy, là pin thứ nhất là dung lượng pin của từng máy một các bạn nhé. Chức năng thứ hai là mẫu số 1, mẫu số 3, mẫu số 4 là chỉ có ghi âm xong về nghe lại thôi, lấy mình nói rồi. Mẫu số 2 này thì bao trùm hơn, là nhiều chức năng hơn, như là có tiếng động gọi lại cho mình này, có tiếng động tự động ghi âm này, cứ ghi âm 10 phút một lần này, xóa trực tiếp trên phần mềm điện thoại là được hết các bạn nhé. Nói chung ấy, mẫu số 1, mẫu số 4 là cấp xã. Đấy, còn mẫu số 3 là cấp huyện, còn mẫu số 2 là cấp tỉnh. Để mình phân chia như thế để các bạn sẽ hiểu là cái chức năng của máy nó sẽ cao hơn các bạn nhé. Mẫu số 1 và mẫu số 4 là ghi âm về nghe lại, là cái này là chỉ có là cắm vào máy tính để nghe lại, hoặc là cái mẫu số 1 là có tai nghe để nghe lại, mẫu số 4 thì cắm vào máy tính, cắm vào điện thoại để nghe lại. Đấy, còn mẫu số 3 thì là vừa có loa ngoài
mẫu số 1 và mẫu số 4 là không có loa ngoài nhá, nhưng mà mẫu số 3 là có loa ngoài. Loa ngoài để thứ nhất là mình phát loa ngoài để mọi người cùng nghe, thứ hai là có tai phone cắm vào đây để nghe, mẫu thứ ba là có cái kẹp mic để các bạn kẹp lên cổ để làm YouTube các thứ ấy. Thì mọi người hay sử dụng mẫu số 3 này để kẹp mic để lưu vào học tiếng Anh, tiếng Em cũng như là tiếng Pháp, tiếng nước ngoài, là cái máy này thu âm cực kỳ là chuẩn luôn, loa trong loa ngoài rất là to các bạn nhá. Còn những bạn nào mà muốn ghi âm nghe từ xa các thứ ấy, các kiểu ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái mẫu số 2 này thì rất là ok các bạn nhá. Định vị nghe nén ghi âm, tự động gọi lại khi có tiếng động, tự động ghi âm khi có tiếng động, ghi âm 10 phút một lần, nói chung là rất là nhiều chức năng, thì lên lựa chọn mẫu số 2 các bạn nhá. Thì là ở đây là mình đã là tổng hợp sơ qua, thì những bạn nào quan tâm về tất cả những cái hướng dẫn chi tiết của mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 4, hướng dẫn chi tiết như thế nào, thì mình sẽ là để những cái sản phẩm, những cái link hướng dẫn chi tiết ở dưới phần mô tả của video này. Thì các bạn quan tâm các bạn cứ alo trực tiếp cho mình qua cái số điện thoại ở trên, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở dưới tiêu đề các bạn nhé. Là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ đến tất cả các bạn luôn. Và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube đang phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo các bạn nhé. Mẫu số 4 đây là kiểu của nó ở đây như là cái tia laser ấy các bạn nhé, rất là tròn đây, nhỏ như ngón tay út luôn đấy, nhỏ như ngón tay út này đấy. Còn mẫu số 1 ở đây thì là bằng 1/3 hộp dao lam thôi, các bạn nhét vào hộp dao lam thì các bạn sẽ thấy nhá, video mình có sẵn luôn rồi. Mẫu số 2 ở đây là có nam châm rất là dính các bạn nhá, nam châm ở đây là siêu dính luôn đấy. Còn mẫu số 3 là ghi âm ở đây thì phù hợp như giáo viên rồi học sinh rồi học tiếng Anh các kiểu thì sử dụng, hoặc là những bác làm mà làm trưởng thôn của xóm ấy, ghi âm ở đây xong phát lên loa phóng thanh thì sử dụng mẫu số 3 này thì là đẳng cấp luôn mọi người nhá. Thì các bạn quan tâm thì các bạn cứ alo trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả các bạn nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.